Chương 7, cái chúc thư của người còn sống, cuộc khẩu chiến của mấy nhà khoa học, ái tình mày còn đợi gì? Cụ Hồng lúc ấy đã nhắm nghiền mắt, hai mắt lại, trên cái sập gụ khẳm mà giữa là cái khe đèn, cụ nằm một bên, thằng xe một bên, cụ bà thì ngồi ở dưới chân. Thằng xe lúc ấy đã rửa sạch hai cái chân ngựa người để gánh vác cái trách nhiệm nặng nề của một người bồi tiêm thuốc phiện. Cụ bà nói, ông ạ, tuy vậy tôi cũng cứ cho mời cụ lang. Cụ Hồng nhăn mặt lại, lần thứ 10 mà khẽ gắt, cũng lần thứ 10 rằng biết rồi, khổ lắm nói mai. Đã hiểu tính ấy, bà cụ cứ thản nhiên nói tiếp, ấy thế rồi ta cứ lo toan trước cái việc ma chay đi mà thôi. Biết rồi, khổ lắm nói mai. Tôi nghĩ lên theo cả lối cổ và lối mới, nghĩa là cứ minh tinh nhà táng kèn tàu kẹo bát cống và rõ nhiều câu đối. Nếu chúng nó muốn thì chúng nó cứ đi thuê kèn bú rích tây đi càng hay, nhưng mà không thể vì cái thích của chúng nó mà bỏ cái thích của tôi được. Biệt rồi, khổ lắm nói mãi. Đến đây thì cụ bà không nói gì nữa, ngồi trầm ngâm nghĩ ngợi, làm cho cụ ông phải nói hỏi ngay, thế sao nữa hả bà? Thằng xe đã quen những cái ấy nên lắm lên cũng không lấy gì làm buồn cười nữa. Cụ bà lại nhải kể những mớ nghi lễ phức tạp làm cho một gia đình thành ra muốn pha trò mỗi khi gia đình ấy sắp được hân hạnh là tang gia. Cái lệ bộ ở phòng khách bên ngoài lúc ấy khách khứa đông lắm, ngoài số những người họ hàng lại còn có bạn sở hữu của vợ chồng Văn Minh. Người nào cũng đã lên các chỗ giường cụ cố tổ, vén màn nhìn vào rồi rón rén lui ra, chạy ù xuống nhà dưới. Cho thế là xong cái bổn phận đi thăm một người ốm dạ nặng. Họ xúm nhau lại mà uống nước, hút thuốc, trò chuyện vui vẻ lắm. Vì bệnh nhân mà chết thì thực là đáng mừng cho họ. Do thế người ta bàn soạn y như trong nhà đã có người chết rồi, chứ không phải là mới chỉ có ốm. Ông Tiffin được mời ngay đến nghĩ cách chế tạo một vài kiểu quần áo tang tối tân. Ông nhà báo được sự chủ khẩn khoản yêu cầu viết bài báo cáo phó, bài tường thuật và sửa soạn chụp ảnh đăng báo. Văn Minh vợ mơ màng một cách sung sướng rằng chỉ nay mai sẽ được ăn vận toàn trắng, một điều mà vẫn ao ước bấy lâu nay. Văn Minh chồng ngồi hút thuốc lá ăn lê, cũng mơ màng đến những phần tài sản mà ông ta sẽ được hưởng nếu ông nội ông ta chết. Đã hơn một năm nay, ông cụ già cay nghiệt đã đến tìm một ông trưởng lý văn khế để giao hẹn với pháp luật rằng mình có chết thì phần lợi tức của mấy chục nóc nhà mới được đem ra cho con cháu chia nhau. Ông cụ già không biết rằng nếu cái chết của mình lại có lợi cho con cháu đến như thế thì con cháu không khi nào lại muốn cụ sống như thế mãi, dù là một ngày, dù là một giờ. Xưa kia cụ cũng đã trắng tay mà làm lên giàu, âu cũng là sinh ư nghệ, tử ư nghệ, hoặc là một cách chết vì nghĩa vụ. Cậu Tân, mà ai cũng gọi là Tú Tân, không phải vì đã đốt tú tài, nhưng mà vì đã 3 lần thi trượt cái phần thứ nhất của bằng tú tài. Lúc ấy loay hoay 2-3 cái máy ảnh, cân nhắc xem hôm nay đi đám nên dùng cái nào thì hơn. Bà Phó Đoan ngồi ấm cậu con cầu tự của bà như một hiền mẫu. Ông Joseph Tiết, một bạn thân của Văn Minh, thì ngồi trầm tư mặc tưởng với cái ý định mở một tờ báo đã bảo hoàng, không phải làm việc cho triều đình từ Huế, nhưng cho dòng họ Auckland bên Pháp và cho ông Leo de Duret. Nhân dịp sắp có đám ma, ông cổ động cho ông. Khi ông Van Vliet chết, lúc tôi còn là một đảng viên thập tự lửa mà đi đưa đám, thì một nửa dân thành phố Paris gồm các chính đảng ở cực hữu. Xong ông nói không ai nghe vì người ta còn mải nghe ông Tiffin đương bàn. Quần áo nhất định phải bằng nhiễu Thượng Hải trắng mà viền đen. Cổ áo sẽ có hoa thị, canh trăng cũng có viền đen. Ngũ mấn cũng thế, trắng viền đen nổi hơn đen viền trắng. Bà Phó Đoan khen, thế thì ai cũng muốn có cơ chơ. Cậu Phước ngẩng đầu một cái, ẻm chã. Bà Văn Minh ẻo lả hai bàn tay ngọc khẽ vỗ vào nhau, được lắm. Tuy có ông Phán mọc sừng là ngồi im với hai con mắt đầy những căm hờn, ông buồn bực vì không thấy vợ mình có mặt tại đây, ông muốn tìm Xuân cũng không gặp. Ông bèn hỏi ông Văn Minh, này bác, thế ông Xuân đâu? Ông ấy đi lấy thuốc, cũng sắp về. Rồi người ta cãi nhau ỏm tỏi một cách đích đáng về vấn đề chức nghiệp in trong cá phó.
Giữa lúc ấy cô Tuyết bước vào, cô này là con gái út của cụ Hồng, mới 18 tuổi, đúng có nhan, rất có nhan sắc, lại cũng lãng mạn theo cái lối tân tiến dởm. Cô nói: "Tôi đến nhà cả hai cụ lang, tôi chẳng gặp cụ nào cả, tôi bèn dặn cả hai cụ cùng đến." Bà cụ bà trong nhà thét lên: "Chết, sao mày lại dại thế hả con? Thế thì hai cụ giận cả nhà này đến chết mất thôi." "Cái gì? Việc gì mà phải mời đến những hai ông lang? Người ta đã bảo chờ ông Lang Xuân đi xin thuốc thánh ở đền bia về." Bạn ông là Joseph Thiết cắt nghĩa ngay: "Ồ, toa mà chịu lại được nước thuốc đền bia, thế thì toa điên thật." "Không, chữa bệnh cốt ở lòng tin thuốc, toa phải hiểu thế nào là tự kỷ ám thị mới được." "Thế tin là khỏi, mà cụ ông cụ nhà Moa tin thuốc thánh đền bia lắm. Sao đã bảo có một ông Xuân nào là sinh viên trường thuốc chữa chạy cho cụ cơ mà." Ông Văn Minh cắt nghĩa ngay: "Chính thế, ông Xuân đã ngồi trò chuyện với ông cụ và được kính phục lắm. Thế là một mối tin nhé. Rồi ông Xuân cũng lại được công nhận là thuốc đền bia, thì làm gì toa bảo ông cụ nhà Moa lại không khỏi. Hai mối tín ngưỡng đủ khiến cho một ông lang băm cũng trở nên có tài." Ông Joseph Thiết vì không hiểu cái ẩn tình, cái ý riêng của bạn liền biểu đồng tình: "Nói thế cũng có lý." Được thể Văn Minh lại mắng cô em: "Thế thì bảo cô mời những hai ông lang hả cô ả?" Tuyết cãi: "Đẻ bảo tôi thế thì tôi cứ thế, chứ tôi biết đâu đấy." Văn Minh chạy vào phía trong tìm mẹ: "Ồ, phiền quá đi mất, phiền quá đi mất, rồi thì chết vì thuốc mất. Nhiều thầy thối mà, đẻ lại không biết câu phương ngôn ấy sao?" Bà cụ chép miệng rồi nói chữa: "Thôi thì để hai cụ cắt vải thang thuốc bổ rồi thôi vậy." Cụ ông nhắm nghiền mắt lại gắt: "Biết giờ, khổ lắm, nói mãi." Thế là người ta giận thì người nhà này có người ốm thì ai đến chữa cho nữa. Chương 8. Mấy nguyên nhân đắc thắng của bình dân trong xưởng Âu Hóa: một cuộc âm mưu về tài chính, một cuộc âm mưu về tình. Đã hai tuần lễ phong trào bình dân toàn thắng là vì sự tình cờ đã xô đẩy Xuân Tóc Đỏ đã hai tuần lễ vào cái gia đình trưởng giả của Văn Minh. Thanh thế của nó mỗi ngày một to tướng ra mãi, ảnh hưởng của nó cũng vậy. Nó tự nhiên tham dự vào những việc rất can hệ của cho xã hội mà nó không biết. Sự ngu độn của nó được người ta cho là nhũn nhặn, là sự khiêm tốn, nên nó lại càng được yêu mến hơn. Nó chỉ còn chờ, nó biết rõ điều ấy lắm, nó chờ số phận lôi nó lên cao chót vót. Ông thầy số, những khi vừa lai vãng lại nhà và phó đoan để khen bà ta trinh tiết và cậu con cầu tự, em chả thật là con rời con Phật, không bao giờ quên cổ động cho Xuân Tóc Đỏ là một trong một tương lai rực rỡ, lừng lẫy tiếng tăm có phen. Bà phó đoan lại cổ động cho Xuân là có học thức với ông Phán Mọc Sừng, ông này lại luôn khen ngợi trước mặt cụ Hồng: "Biết rồi, khổ lắm, nói mãi, rằng Xuân là một người đứng đắn, mặc lòng hãy còn trẻ trung." Cụ cố Hồng đã công kênh Xuân Tóc Đỏ là sinh viên trường thuốc trước mặt cụ tổ và cụ bà. Những người này vô tình nhắc lại những lời ấy cho nhiều người khác cùng biết, đổi lại kết quả bất ngờ ấy, Xuân Tóc Đỏ chỉ việc cổ động cho ông thầy số là quỷ cốc tử tái thế ấy, chỉ có vậy thôi. Chỉ có cặp vợ chồng Văn Minh là biết rõ thực sự, nhưng mà vào trường hợp há miệng mắc quai, tuyên bố rằng Xuân vốn là con nhà hạ lưu làm nghề nhặt banh sân quần, vì một trò dâm dục bỉ ổi mà bị đuổi, chao ôi, thế thì còn gì là tiệm may Âu Hóa nữa? Thế thì còn gì đâu là những cái thích của bọn khách hàng phụ nữ ưa cái nhanh mồm nhanh miệng mà những cử chỉ ngộ nghĩnh của Xuân Tóc Đỏ nữa? Vợ nghĩ thế, còn chồng thì vì lẽ đã bịp cả ông bố hiếu danh rằng Xuân Tóc Đỏ làm vốn là sinh viên trường thuốc, ông đốc cẩn thận, bây giờ biết ăn nói làm sao, nói làm sao. Cho nên dù Văn Minh rất oán hận Xuân ở chỗ nó đã chẳng may cứu sống được ông nội mình bằng thuốc thánh đền bia, một sự ông ta không thể tha thứ được, ông ta khoanh tay chịu nhịn vậy. Riêng về phần cụ Hồng, biết rồi khổ lắm nói mãi, thì tuy cũng có cụt hứng vì bố mình lại không chết vì chai nước ruộng và mấy lá thài lài, cụ cũng không dám tỏ lòng bất bình ra với Xuân. Con trai cụ đã kêu nó là sinh viên trường thuốc, và con rể cụ, ông Phán Mỏng Sừng, cũng vẫn luôn nhắc cho cụ khỏi quên rằng đó là một người đáng kính trọng vì có học thức lắm và đứng đắn hết mực. Thành thử Xuân cứ nghiễm nhiên tọa hưởng kỳ thành, im lặng và mỉm cười những khi cụ Phán Bà, ông Hai, cô Nga, cô Tuyết, ông Joseph Thiết gọi đó là quan đốc, và làm cái bộ mặt thờ ơ lãnh đạm mỗi khi bà phó đoan nhìn trộm nó
là mỉm cười toe toét một cách rất đa dâm. Sau khi cụ cố tổ đã bình phục hẳn, muốn trả ơn thầy, cụ bà Ngô đã mời Xuân Tóc Đỏ dự một bữa tiệc rất long trọng để thể linh đình. Việc ấy mở đầu cho một kỷ nguyên mới để thành ra một thói quen. Từ đấy trở mà đi, Xuân luôn dự tiệc với bà Phó Đoan, với vợ chồng văn minh bằng các lý tưởng tự do bình đẳng. Sau cùng thì mỗi khi ai mời Xuân Tóc Đỏ một bữa cơm là được một cái hân hạnh nữa rồi. Đã có người mến nó, kính sợ nó, đã có người ghen ghét nó nữa, nhưng cái đó không hề gì, lại có người phải lòng, phải mặt nó nữa, điều ấy đáng quan tâm. Lâu lâu sống mãi trong cái bầu không khí hỗn loạn của những sự kính trọng, sợ sệt, mơn trớn của kẻ chung quanh, Xuân Tóc Đỏ đâm ra khinh người. Vì lẽ theo thói thường, những kẻ nhún nhặt hay bị coi khinh, liền Xuân Tóc Đỏ kiêu ngạo, càng làm bộ làm tịch bao nhiêu lại càng được thiên hạ kính trọng. Một phần cái im lặng của nó cũng có giá trị của một cái đặc ân, bọn thợ may và bọn thợ khâu cho nó là có thế lực đối với ông chủ bà chủ. Cô Tuyết kính thờ nó vì Xuân được cụ bà kính thờ. Ông Tiffany, ông Joseph Thiết, cả ông Đốc Tờ Trực Ngôn, cả cụ Tú Tân là em ruột ông Văn Minh nữa cũng ra vẻ nịnh hót đó để lấy lòng nó, vì ai cũng tưởng cụ Cố Hồng đương chủ trương những tư tưởng cổ điển bí mật là gả cô Tuyết, cô con gái rượu, gái yêu quý cho mẹ Sử Xuân. Hoặc tự mình lừa dối mình, hoặc bị vô số kẻ khác lừa dối, ai cũng ở cái cảnh bó buộc không sợ hãi hoặc không kính trọng Xuân thì không được. Như vậy thật sự là đắc thắng của bình dân thật vậy thay. 2 giờ chiều hôm ấy, bà Phó Đoan đánh xe hơi lại mời Xuân lên Hồ Tây xem một cái hội ghê gớm là ngày hội của các gái nhảy ở Hà Nội. Có 2 vị tai to mặt lớn trong chính giới chủ tọa. Khi thấy chỉ có Xuân Tóc Đỏ thôi, bà Phó ngơ ngác mà rằng: "Ông Xuân nhỉ, sao lại không nghỉ hẳn một buổi?" Xuân thản nhiên đáp trống không: "Việc gì phải nghỉ hẳn, họ đi thì đã có tôi ở nhà thay quyền." Bà Phó Đoan nghĩ ngợi hồi lâu rồi khoe: "Ông Xuân đã biết chưa hở ông?" "Cái gì?" Trước lời hỏi sỗ gọn như một câu gắt, bà Phó Đoan vội bẩm cái sân quần sắp xong. Ông Xuân làm một câu gọn lỏn: "Được lắm." Bà Phó tuy cũng hơi kinh ngạc về những ngôn ngữ khác thường ấy, nhưng mà chưa chi bà đã vội đem cái ngu dốt của bà ra mà tra khảo. Át hẳn nếu không có cái vì một lẽ gì mà bà chưa hiểu được thì Xuân Tóc Đỏ hẳn cũng không dám có giọng nói sỗ sàng với bà như dường kia. Nghĩ rằng như thế là mà giờ đi ngay thì trơ, bà lại hỏi: "Thưa ông, thế ông không đi xem hội?" "Việc âu hóa mà không có tôi một ngày cũng không được." "Bẩm thế thợ khâu thợ may đâu cả?" "Có mấy cô khâu thì phải vận cả mấy bộ y phục đại tang và tiểu cớ do ông Tiffany vừa chế tạo mà người nhà này chưa ai dám mặc đến, vì cụ tổ đã được tôi cứu cho khỏi chết. Mấy cô khâu mặc những quần áo ấy và ăn tiền công của ma nơ canh, bà đã hiểu chưa? Quần áo chót may thì phải lăng xê để quảng cáo chứ. Mấy ông thợ cũng đi xem hội để phát giấy chiêu và hàng. Tôi có ý muốn lại cùng đi chơi với vợ chồng Văn Minh và rủ ông nữa." "Ấy, họ đã đi cả." Xuân Tóc Đỏ cứ đáp lưng lửng như đủng đỉnh như thế, tay vẫn mê bộ vú bằng cao su mà Tây Phương mới gửi sang cho công cuộc âu hóa bên Đại Cổ Việt. Những khí cụ của nhan sắc ấy được để trong cái hộp rất đẹp, lót 5-7 lần, giấy thủy tinh lóng lánh. Bà Phó Đoan nhìn những cái quái ấy bằng ai có mắt thèm thuồng. Lại nhận thấy Xuân Tóc Đỏ chỉ có một mình trong gian hàng rỗng, sự thật hãn hữu, nên bà không muốn bỏ qua cơ hội. Bà còn chủ trừ đứng tìm một câu gì để đả động đến những cái vú cao su ấy, thì chẳng may cậu Phước lại ngồi ở trên xe đỗ bên ngoài nhìn cứ em chá mãi, và cậu khóc thét lên. Bà đau lòng phải bắt tay Xuân mà ra thẳng. Xuân cười thầm một mình, bà Phó Đoan tuy già nhưng còn hư hơn các thiếu nữ ngây thơ nhiều, điều ấy nó biết lắm, nó chỉ gật đầu một cái là ăn thua ngay, nhưng mà già như thế thì còn nước mẹ rẻ, họa chăng có tiền. Nó nghĩ thế rồi hàng phục ông thầy số là tài. Khi ông bảo nó năm nay gặp vận đào hoa,
rồi nó mơ màng những cách làm tiền. Nếu bảo Phó Đoan biết cho tâm sự của nó, thành thử vô tình Xuân Tóc Đỏ đã thực hành một phương châm mà những nhà triết học sống đến bạc đầu mới tìm ra được, ấy là phải lên mặt với ái tình thì cuộc chinh phục mới dễ dàng hơn và bền chặt. Nó đương sung sướng cũng phải cụt hứng vì ông Phán bọc sừng. Ông này tập tễnh bước vào, mặt lầm bầm không nói gì cả, giơ tay ra bắt. Xuân Tóc Đỏ bắt tay xong, ưỡn ngực lên cất giọng lanh lảnh nói to: "Thưa ngài, ngài là một người chồng mọc sừng." "Hay lắm, xin đa tạ, cảm ơn vạn bội." Ông Phán mọc sừng cảm ơn tha thiết như ông ta. Lần này là lần đầu được có người đến mách cái tin sét đánh là vợ ông ngủ với giai. Nhưng đó là tại ông quen mồm đi mà thôi, chứ không phải vì ông cảm động. Vì ông kéo ngay ghế ngồi trước mặt Xuân và nói: "Ấy, lần sau con bác cứ dõng dạc thế cho. Tôi nói lần sau nghĩa là lần nào bác thấy cả mặt tôi và lẫn vợ tôi, nhất là trước mặt cụ Hồng hay cụ Tổ thì càng hay lắm." Xuân ngẫm nghĩ rồi nói: "Ai lại nói thế, trước mặt cái bác gái hay cụ Hồng hay cụ Tổ? Phải thế chứ, không thì tôi thuê quan bác chục bạc làm gì?" Xuân lo lắng hồi lâu lại hỏi: "Hay là rồi tôi trả lại quan bác số tiền ấy nhé?" Ông Phán đáp phắt dậy như một cái lò xo bị đẩy lên, kêu thất thanh: "Ôi giời ơi, thế thì chết tôi mất, thế thì tôi phải đến tự tử." Xuân cũng cảm động mà rằng: "Chết nỗi, nhưng sao quan bác lại cần tôi phải công kích quan bác về một cái tội mọc sừng?" Nhưng ông Phán không những không cắt nghĩa rõ mà lại rằng: "Không, không thế được, quan bác đã hứa rồi, chỉ có thêm những người giữ lời hứa là đáng quý. Hai nữa, quan bác có biết rằng địa vị quan bác trong cái nhà này đã lung lay rồi không?" "Lung lay?" Xuân Tóc Đỏ hỏi thế một cách lo sợ. "Phải, tôi xin làm một phúc mà mách với quan bác rằng ông Típ Phần ở hiện giờ đang ghen tức và bác đã làm cho vợ ông ta hư hỏng là một, tiếp khách khéo hơn ông ta là hai, lại biết đo các phụ nữ may áo bà là ba, làm giảm thế lực của ông ta là bốn. Bà Phó Đoàn cũng có vẻ hàn học với bác lắm, vì lẽ gì tôi chưa rõ. Còn chính vợ chồng của ông chủ cũng không những ghét ngầm hờn với bác mà thôi, mà còn coi bác là kẻ thù. Tại sao, bác có biết không? Tại bác đã làm cho cụ Tổ khỏi hẳn bệnh là một, và làm cho cô Tiết nó hồi hôn với một đám đã sêu Tết là hai. Vậy quanh bác có coi chừng, phải coi chừng đó. Tôi xin lấy tình thân mà bảo rõ cho bác biết, để bác liệu. Thế thì tôi đối với bác như vậy, mà bác lại không chịu giúp tôi cái việc ấy hay sao? Bây giờ phải làm thế nào? Phải làm như tôi đã dặn, làm như thế nhất cử lưỡng tiện. Làm sao? Làm như thế bác chuộc lại cái lỗi xưa, những là người thù bác sẽ trở lại yêu bác. Tôi mà bị thù à? Bị thù vì chữa bệnh cho cụ Tổ à? Chính thế, chỉ có cụ Phán bà là hâm mộ bác vì việc ấy. Nhưng mà cụ bà có thể là thế lực gì đâu. Bác phải trông ở cụ Hồng, ở vợ chồng Văn Minh. Thế nghĩa là phải bảo bác mọc sừng trước mặt cả vợ bác lẫn cụ Cố Tổ. Bẩm, chính thế ạ. Nếu vậy tất cụ tục Cố Tổ phải chết tức khắc, mà do thế ai cũng có tiền tiêu, cả tôi nữa tôi cũng sẽ có tiền tiêu. Thật không? Rồi bác sẽ biết, vì nếu tôi có tiền thì rồi thì bác cũng được tiêu. Nhưng Xuân lưỡng lự rồi ngẩng đầu: "Tôi chả thế, thế thì là giết người, tôi không muốn làm kẻ sát nhân, một tội ác không thể thế được." "Ồ, nếu bác giết có một người, trái lại bác cũng làm cho số đông người khác được sung sướng lên lắm bác ạ. Nếu không chẳng chóng thì chảy, bác sẽ mất việc." Xuân Tóc Đỏ giơ tay ra cho ông Phán mọc sừng: "Vậy thì tôi xin hứa một lần nữa, danh dự cam đoan." Ông Phán sung sướng bắt tay rất chặt rối rít: "Thôi tôi vào sở cảm ơn bác trước nhé." Ông Phán vừa đi khỏi thì một mỹ nhân chạy tọt vào. Xuân tưởng là một phụ nữ tân tiến muốn mặc gì, lòng đã mừng thầm. Nhưng đó chỉ là Tuyết. Cô này hồn hề nổi hỏi: "Anh Phán, liệu anh ấy có trông thấy tôi không hả ông?" Xuân liền đáp: "Không, ông ấy có quay lại nhìn sau lưng đâu." "Thế thì tốt lắm, nhà đi vắng cả." "Vâng, sao cô không lên Hồ Tây xem hội?" "Không thích chứ sao, trên đấy đầy những cô đầu với gái nhảy, họ ăn mặc tân thời hơn mình, hoặc y như mình. Tôi là con nhà danh giá, tôi không muốn bị thiên hạ nhầm là gái nhảy." "Cô gái, cô nói phải lắm, nhưng mà đừng tưởng là tôi không biết khiêu vũ đấy nhỉ." "À vâng, ông có biết nhảy không? Ta làm một bài tặng cô xem nào." Xuân sợ hãi lắc đầu: "Để khi khác, và lại phải có âm nhạc chứ. Nếu quý cô nương muốn thì hôm nào ta đi bar, đi chợ hơ chơi hơn." "Thật không? Ý hẹn rồi đấy nhé. Ông sinh viên trường thuốc làm bộ nhé." Xuân chối cãi:
Chết nỗi quý nương cứ nói thế chứ, tôi ít nói với ai cũng tưởng lầm là tôi khinh người. Vả lại khinh ai chứ, sao khinh được quý nương mà dám khinh, có không khinh tôi là phúc. Lần này là lần đầu tiên ra Xuân dám tán tỉnh, và cũng có cơ hội lên tuyết, rất lấy làm cảm động. Muốn giấu sự xúc động, cô chỉ đống vú cao su hỏi: "Những cái gì thế ông?" "À, những vú cao su đấy để phụ nữ tân tiến văn minh Âu hóa." "Thế à, để tôi mách chị em bạn tôi mới được, tôi mới có nhiều bạn gái mới lắm. Nhưng thế là khách cho hiệu Âu hóa hay của ông đấy nhé." Xuân nói nửa nạc nửa mỡ: "Chứ còn cô thì không cần dùng." Tuyết bĩu môi vừa ưỡn ngực ra: "Cần gì nữa, vú tôi thế này không nở nang chán ra hay sao? Mấy cô gái mới chả có cái ngực như tôi được. Mà thật đấy, chứ không phải bằng cao su đâu nha." Nhưng cô chừng như sợ mình chỉ nói thế chưa đủ là văn minh tân tiến, Tuyết lại bảo: "Tôi cho phép ông khám mà xem." Tinh quái Xuân tóc đỏ khoanh tay sau lưng: "Thời buổi này biết sao được, giả dối hết thảy, yêu cũng là giả dối, tân thời cũng tân thời giả dối, hủ lậu cũng hủ lậu giả dối." Tuyết phải cáu một cách rất chính đáng mà rằng: "Thì ông cứ thử khám cho tôi xem có giả dối không này." Xuân nhìn ra phía ngoài không thấy có ai, liền phóng tay lên ngực Tuyết, nắm tay xem thật hay của giả. Sau khi không còn nghi ngờ nữa, nó cảm ơn bằng cách tiện thể hôn luôn tay của Tuyết mà rằng: "Chỉ có mỗi một mình quý nương là không giả dối như đời mà thôi." Tuyết thở dài cảm động, sau cùng khẽ nói: "Anh, tôi muốn giúp anh muốn giúp tôi một việc, em rất cảm tạ. Chúng tôi rất hân hạnh. Tôi không muốn lấy cái người ấy, vì nếu tôi lấy hắn, chắc hắn sẽ mọc sừng. Ví dụ một người như ông mà hỏi tôi thì còn gì bằng. Đằng này hắn lại là một nhà quê, không biết yêu vợ như những người văn minh, buồn lắm anh ạ." "Tôi phải làm gì?" "Phải giả vờ chim tôi, chúng ta phải giả vờ chim nhau, mê nhau, cho hắn bỏ tôi, mình hiểu chưa? Ta giả vờ với nhau thôi mà, tôi cần mang tiếng hư hỏng lắm mới được." "Thế sao nữa ạ?" "Anh thì anh cũng phải mang tiếng là làm hại một đời tôi mới xong. Nếu em hứa sau này đừng làm anh mọc sừng, là anh xin làm lại hại một đời em thật sự, chứ không còn mang tiếng gì nữa." "Anh Đốc, anh nói thật đấy chứ?" "Anh xin lấy danh dự là ra làm hại một đời em." "Cảm ơn, yêu lắm, quý lắm. À, thế nhưng mà anh cần xin nghĩ suy nghĩ việc gì mới được. Thế muốn làm hại một đời người con gái tử tế đứng đắn thì mất mấy ngày hả mình?" Từ đấy trở đi, Tuyết và Xuân còn nói nhiều, một bên thì cứ lấy tư cách bình dân, bên kia thì lấy tư cách một phụ nữ tân tiến.